Anh em nào mà đếm được số kill của tôi giết mà hết sọt á, mình khen anh em hay. Anh em nào có nhu cầu mua nick kim cương thử dẫn mai kim cương giá rẻ may mắn, anh em hãy đến shop quý 11 món.com, đừng lên mình để dưới dòng. Ok, xin chào tất cả những người anh em đã có mặt trên kênh của mình, và mình là quý 11 món đây. Và hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách trên trận thử chiến nha anh em. Đó, mình sẽ làm một cái thử thách là mình chỉ tính mạng hét sọt thôi nha anh em. Đó, nếu mà mình bắn vô người một mạng nào đó thì mình sẽ không hoàn thành thử thách đó nha anh em. Đó, anh em hãy đón xem coi mình có thành công hay không thì anh em hãy đón xem nha. Ok, và một hồi mình sẽ muốn bắn súng gì thì bắn nha anh em. Đó, ui, trước mặt có hàng kìa. Ok, mình sẽ vòng qua đây mình bắn M500 nha anh em. Đó, anh em nhìn nè, best M500 Việt Nam. Ok, nè nhìn nè, hét sọt ghê không, quá là kinh điển, hét sọt ghê không, quá là kinh luôn. Anh em thấy đỉnh cao chưa, gạt luôn. Hỏi không, hai viên là chết hai hàng, anh em thấy ghê chưa, quá là đỉnh. Ok, mình sẽ canh cái hàng ở trên đó nha anh em. Đó, mình sẽ canh cái hàng trên đó. Ok nè, mày ngon, mình dừng lại coi. Ok, nếu anh em cảm thấy video này hay thì anh em cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm những video hay hơn cho anh em xem nha. Ok, có hàng nãy rồi, mình kéo tâm đó nha anh em ơi. Đậu xanh có hàng trên đây nè, hét sọt, trời không hét sọt không nội ơi, đậu xanh. Ok, mình sẽ qua mình xử đẹp hàng này nha anh em, hàng này là cái hàng cuối cùng nè anh em ơi. Ok, mình sẽ qua mình thử thằng này cho anh em xem luôn. Nếu mà mình bắn vô người một mạng nào đó thì anh em cứ comment bên dưới nha. Ok, và cái trận này mình giết phải là trên mười mấy kill nha anh em, chứ không phải là 5 kill, 6 kill gì đâu. Là cái trận này là trên mười mấy kill luôn. Ok, mười mấy kill hết sọt luôn nha anh em. Đó nè, nhảy ra nè, 1, 2, 3, hết sọt. Quá là kinh điển từ vị trí của quý 11 con nha anh em. Ok, còn gì để nói nữa thì anh em cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, đây là cái trận thứ hai nè. Anh em đón xem coi mình là có một cái mạng nào không hết sọt không anh em. Anh em hãy đón xem nha. Và nếu mà mình được thử thách này thì anh em nhớ ấn like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, và bây giờ mình sẽ cầm MP5 mình qua mình sấy toàn hết trơn tụi nó luôn. Anh em hãy đón xem nha. Ok, mình đang xung ba khía mà anh em. Đó, xung ba khía mà nhảy nhót được tùm lum hết trơn luôn. Nói chung là trời ơi, bây giờ là mình ui kéo thằng nó nhém nó bể đầu nha anh em. Đó, bây giờ mình ok, mình sẽ vào đường này mình bắt luôn nha anh em. Mình sẽ đi theo con boss sổm lầu này. Ok, boss sổm lầu dẫn đường đi. Ok, thôi không dẫn đường đâu. Ok, vòng vòng bước ra bước sang đây, đây có người anh em ơi. Đây, hết sọt, hết sọt. Ui, tính hết sọt hay không nha. Ok, hết sọt nha anh em. Đó, quá là đinh điển từ vị trí của quý 1 ngón nha anh em. Ok, bây giờ còn ba hàng trên bản đồ và mình sẽ bắn kỹ để cho nó không có tính mạng nào vô người nha anh em. Đó, ok, anh em nhìn nè, làm sao để mà 100% tỷ lệ hết sọt nè, là anh em phải bắn là mạng nào cũng hết sọt là 100% nha anh em. Đó, ví dụ anh em giết 10 mạng mà 7 mạng anh em hết sọt là tỷ lệ hết sọt của anh em là 70% nha anh em. Đó, ok, đây nè, mình sẽ bơm máu rồi mình ra mình giết luôn nha anh em. Đục keo. Ok, nhảy ra. Ui, bộ mình bắn như thế đó, sao team địch chưa nói anh em. Đó, khá là kinh điển luôn nha anh em. Ok, đây là cái trận thứ hai. Ủa, cái trận thứ ba nè, cái trận này mình thắng là cái trận thứ ba nha anh em. Nè, anh em nhìn nè, mình lên mình chỉ bắn một viên, một là bay não không luôn anh em. Thấy xem hết video giúp mình nha. Ok, anh em nhìn nè, chỉ một lần duy nhất thôi, mình chỉ làm một lần duy nhất thôi đó nha anh em. Ok. Ok. Nè, chỉ cần mình chỉ cần một lần duy. Ok, hôm nay cái giọng của mình nó kỳ anh em, nó bị nghẹt mũi anh em, không cảm giúp mình nha. Ok, mình sẽ đi xuống cái đường hầm nhà không khe không chí này, cái lỗ chó này nha anh em. Nó cái đường hầm cho chó đi nè. Ok, mà mình sẽ đi vô cái hầm của chó. Ok, thôi bắn bộ mình nè. A10 An phải không? Ok, A10 An. Vậy là bạn này học lớp 10 phải không ta? Ui, có hàng bạn nè, kéo tâm, hét sọt, gạt luôn. Vậy là tính một mạng hét sọt quá là đỉnh cao đến từ vị trí của quý 11 ngón. Và anh em còn gì nữa thì anh em hãy nhắc like cho mình đi nha. Để nhắc hoài không biết nữa, mấy bạn xem chùa hãy cho mình một like để mình có động lực mình làm những video hay hơn cho anh em xem nha. Đây nè, giờ mình qua đây mình KS nha anh em. Ui, có hàng nè, vũ nó ra nha anh em. Mình sẽ chơi cái chiêu vũ nha. Ok, bạn ơi, bắn lú ra đi. Trời ơi, trời, nhém nữa là bay não mày nha con, bậy nha con. Ok, mình sẽ đứng đây mình đợi cái hàng bên kia nó chạy, rồi mình sẽ bắn nó hét sọt cho anh em coi nha. Nè, mình phải kiên nhẫn, mình phải canh ngay cái đầu nó thiệt đúng vị trí mình nó. Nè. Ok. Đợi nó đi vô rồi mình bắn nó nha anh em, đợi nó đi vô rồi mình bắn hét sọt nha. Anh em hãy đón xem nè.
Chỉ một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất, anh em hãy đón xem cái pha này nè. Headshot quá là kinh điển, nó từ vị trí của quý 11 ngón. Ok, và hàng bên đây nè, mình sẽ vũ ra. Headshot đến từ vị trí của quý 11 ngón, quá là đỉnh cao anh em ơi. Quá là đỉnh cao, quá là đỉnh cao. Headshot ghê chưa, 2 mạng, 3 mạng headshot luôn, 4 mạng headshot luôn. Quá là đỉnh cao, quá là đỉnh cao. Cái trận này là cái trận quyết định rồi, xong rồi anh em ơi, quá là đỉnh cao. Còn gì nữa thì anh em hãy nhấn like để ủng hộ mình làm những clip hay hơn cho anh em xem nha. Ok, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ, mát mẻ, sạch sẽ và không có ghẻ nha anh em. Đó, mấy bạn này biết mình rồi nè. Ý, nhiều ngại muốn chết, dạ lỗ mũi mình dảnh lên luôn rồi nè. Ui, chụp hình luôn. Quá là kinh điểm đến từ vị trí của bồ địch. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ lên chỗ trống, mình sẽ kiếm góc mình bắn nha anh em. Đó, ok. Mấy bạn ơi, mấy bạn ra đây đi, bước xa đây đây, bước xa đây đâu có người. Ok, ủa địch đâu hết trơn rồi, mình không thấy ta. Ok, kìa, có chiếc mặt. Ui, ôi, ôi, nằm xuống, nằm xuống. Ôi trời, nhém nữa là bay đầu rồi, nhém nữa là bay đầu, nó canh đầu mình từ nãy giờ mà anh em. Nó canh đầu mình từ hồi nãy giờ luôn. Ok, ok. Ôi, bạn A10 An này xung ba khía dữ ha, lần này cũng đi trước hết trơn ha. Bạn này bắn bắn hay dữ ha. Và wow, chắc nghi các bạn này chết đầu tiên quá. Ô mới nhắc luôn. Công nhận cái số của bạn này nhỏ kinh khủng khiếp. Ok, ôi, ở dưới mình có người, bắn nè, hét sọt đó. Miếng mình lên đạn là mình hét sọt, miếng mình lên đạn là mình hét sọt anh em. Ngại ghê á, đó, một mẹ hét sọt nha anh em. Đó, thấy không, anh em còn gì nữa thì anh em hãy nhấn like giúp mình đi, để mình có tương tác và làm những video hay hơn cho anh em xem. Đây nè, anh em muốn mình làm thử thách gì á, thì anh em cứ comment bên dưới nha. Và anh em nào mà comment được nhiều like á, comment mà cái câu nào mà thiệt là hay á, cho tốt cái kênh của mình á, mà được nhiều like á, mình sẽ tặng kim cương cho anh em nha, để lại đi. Mà được nhiều like nha anh em. Đó, anh em cứ like qua like lại đi. Ai mà có duyên thì đó, ôi vẫn headshot. Đó, ai có duyên thì được mình tặng kim cương thôi nha anh em. Đó, chỉ 3 người thôi nha, 3 người nhiều like nhất. Đó, anh em hãy tích cực comment cái câu nào hay nhất trong cái đó nha anh em. Ok, mình sẽ chiến thắng cái màn này gồm một hồi. Cái trận này, cái trận mình gặp hack nha anh em. Cái trận này nè, hồi mình gặp hack nè, cái trận này nè. Ok, anh em hãy đón xem nè. Ok, ok anh em ơi. Hôm nay mình ghép chúng siêu nhân rồi anh em ơi, anh em đừng tố cáo mình hack nha. Cái bà này Hảo Hu nè, đậu xanh báo hack nha anh em. Bắn ba cái đầu luôn anh em nhìn nè. Anh em họ anh em nhìn nè nha. Đậu xanh trời là trời. Anh em đừng có tố cáo tôi là tôi bám hack nha, tại tôi đi ghép ngẫu nhiên á, tôi không biết à. Đó. Ok, mình sẽ chết, mình qua cam cho anh em xem nha. Nè, anh em nhìn cho kỹ nè. Đậu xanh. Giúp chúng cao hủ rồi nè. Cầm lục bạc nha anh em. Nè, cầm lục bạc nè, đó. Biết tâm không? Đó, đi không? Di chuyển đồ giống người không? Nè. Bắn một cái là bay não nha anh em, Nó, biết người kế bên luôn, mà. Hắt rồi. Đó, quá là kinh điển đến từ vị trí của Hảo Hu nha anh em. Đó, vị trí bắn là rất là đỉnh cao nha. Bạn này bắn hắc hiền nha anh em. Wow, quá là hay, quá là ghê. Bạn này bắn hắc hiền rồi anh em ơi. Bắn hắc hiền rồi. Đậu xanh á, người ta hắc, người ta tóc biến, bà không tóc biến nha nè. Mà nói chung là bắn cái là chết. Đậu xanh khá là kinh điển nha anh em. Ok, anh em ủng hộ mình, anh em nhớ like một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, ok. Và bây giờ mình sẽ mình bật hát lên nhúng bãi nha anh em. Mình bật hát lên nha. Ok, mình bật hát lên. Mình nè. Đó, bật hát lên thấy ghê chưa? Kéo cái đầu bay đầu liền anh em ha. Nè. Đó, thấy không? Bắn toàn bể đầu không anh thấy không? Trời ơi, kinh thế bạn trẻ. Bắn bò tôi, ok, gục về nhà tôi câu bò đó, không câu bò, ui, gục hết trơn luôn, bò mình bắn ghê thế. Gục hết trơn luôn. Ok, bạn Hảo Hù đó, bạn hiền quá, bạn không bắn luôn em ơi. Ok, còn thằng địch nó trong đây nè, đấm lộn hả? Làm gì? Ba này không, mình cũng bật khác lên rồi bắn, toàn hét sọt không, hét sọt nha nè. Hét sọt. Ờ, ôi trời, đi anh mà gặp cao hủ gì là to rồi anh em ơi. Bạn ơi, bạn đừng có hát nữa anh ơi. Alo.
Alo, từ từ anh em nhìn nè, mình bật khắc lên nha, mình bắn là auto headshot, auto headshot nha anh em. Headshot chứ không phải là headshot nha anh em. Đó. Ui, bây giờ bạn dám bắn tôi là bạn sai làm cuộc tình mấy người. Bạn sai lầm mấy người. Ok, anh em nhìn nè, mình làm chỉ là một lần duy nhất cho anh em xem thôi nha. Ok. Oh, bắn gì kinh thế. Headshot. Từ từ bơm máu các anh em ơi. Gục hai luôn mà bò bắn gì thế nào. Thứ gì chưa nói. Ồ, một hồi mình sẽ mời hát vô nha anh em. Mình sẽ mời hát vô cho anh em xem. Đó. Ui, gục hết trơn luôn, đầu xanh kinh thế. Kinh thế. Ui, một hồi mình sẽ mời hát vô cho anh em coi. Rồi, bồ mình bắn cái giống gì mà giữ thằng vậy. Đâu rồi, bồ mình bắn cái giống gì vậy. Đó, mình cứ khoát cát gì hát thôi anh em. Ok, mình sẽ mời hát vô nha anh em. Thằng này nó hát chắc luôn em ơi. Nè, mình hỏi nó nè, alo, hát à. Cái nói KKK là mình hiểu rồi. Hồi nãy anh em thấy không, nó bắn lục bạc auto headshot luôn. Đó, thấy không? À, mình nhắn là vào xem ai nhiều kêu. Nè, chơi không? Mình gũ chơi nha anh em. Đó, anh em thấy hay thì em nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha.